xúc tiến đầu tư giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai, một sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng sẽ diễn ra tại thành phố Pleiku vào ngày 28 tháng 5 năm 2018. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hợp tác phát triển giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả hợp tác phát triển trong thời gian qua là cơ sở để tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh mở rộng cơ hội hợp tác phát triển, tiếp tục thắt chặt mối quan hệ gắn bó ngày càng sâu sắc hơn đã được tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh vốn rất xem trọng. Nằm trong chuỗi các hoạt động của hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh lần này, tỉnh Gia Lai cũng tổ chức một số hoạt động như hội chợ thương mại, công nông nghiệp, hội thảo phát triển du lịch, hội thảo xác định các dự án trọng điểm và các nhà đầu tư mục tiêu cần thu hút đối với các dự án trọng điểm trong từng ngành kinh tế Gia Lai. Cùng với hội nghị, thông qua các hoạt động này là cơ hội cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm hiểu, thiết lập các mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương. Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện này vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2018 trên kênh 11 và phát trực tuyến trên địa chỉ gialaitv.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình hội nghị xúc tiến đầu tư giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai năm 2018 nhằm tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch, giới thiệu tiềm năng thế mạnh và định hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai. Sáng nay ngày 26 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề xác định các dự án trọng điểm và các nhà đầu tư mục tiêu cần thu hút đối với các dự án trọng điểm trong từng ngành kinh tế Gia Lai. Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, ông Lưu Trụ Kĩa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Tiến sĩ Võ Hoàng Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì hội thảo. Hội thảo khoa học với hai nội dung chính: các vấn đề liên quan đến điểm số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI nhằm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Gia Lai, xác định các dự án trọng điểm và các nhà đầu tư mục tiêu cần thu hút trong từng ngành kinh tế Gia Lai. Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, điểm BCI của Gia Lai liên tục lên hạng từ sau năm 2013 và năm 2016 tổng điểm BCI của Gia Lai là 60,91. Đến năm 2017, Gia Lai đứng vị trí thứ 43 trên cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2016. Từ những điểm số năng lực cạnh tranh và tiềm năng của địa phương, nhiều đề tài khoa học được trình bày đưa ra vấn đề về định hướng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đồng thời đưa ra những giải pháp thực tế để triển khai đề tài đạt hiệu quả, áp dụng thực tế tại Gia Lai. Hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và tâm huyết của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về những vấn đề liên quan đến chính sách phát triển ưu đãi đầu tư, giải quyết các vấn đề đặt ra trên thực tế nhằm thu hút đối với các dự án trọng điểm trong từng ngành kinh tế Gia Lai. Những thông tin chi tiết hội thảo xác định các dự án trọng điểm và các nhà đầu tư mục tiêu cần thu hút đối với các dự án trọng điểm trong từng ngành kinh tế Gia Lai, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, với tiềm năng dồi dào và môi trường thông thoáng của địa phương, những năm qua nhiều nhà đầu tư vào Gia Lai đã đem lại hiệu quả thiết thực. Với thuận lợi này, doanh nghiệp kỳ vọng Gia Lai sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới bằng những hành động cụ thể từ các địa phương. Những năm gần đây, kinh tế Gia Lai tiếp tục phát triển, chỉ số năng lực cạnh tranh BCI ngày càng tăng. Năm 2017, Gia Lai đứng vị trí 43 trên cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2016 và đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai quy trình lập và phê duyệt dự án, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu chọn nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Tăng cường đối thoại doanh nghiệp với các sở ngành nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc khi triển khai dự án. Từ những thuận lợi về môi trường đầu tư, đã có nhiều doanh nghiệp tận dụng thế mạnh này để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời kỳ vọng địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ để doanh nghiệp mở rộng phát triển kinh doanh. Được lãnh đạo tỉnh cũng như là lãnh đạo các ban ngành đã hỗ trợ cho có mắt Pleiku đã đứng vững trên địa bàn là 11 năm. Thì trong suốt thời gian đó thì cũng rất là nhiều cái thuận lợi, bởi vì cái vị trí tọa lạc trên đường Cách mạng tháng 8, bên cạnh đó có thêm con đường là Phan Đình Giót, cho nên là có hai mặt bằng cũng rất là thuận tiện trong cái vấn đề mà người dân đi lại và mua sắm. Trong suốt thời gian đó thì Cốc Mất Chư Xê cũng đã ra đời sau 10 năm.
kể từ khi có cấp mắt Pleiku. Sắp tới thì cũng có thêm cái kế hoạch là trung tâm thương mại nằm tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Cừ. Ở tỉnh hay là nhất là mang cửa khẩu dự án đâu á thì cũng giúp đỡ chúng tôi là kinh doanh, tạo điều kiện rất là thông thoáng về kinh doanh, thì cũng là sự phát triển thì thấy mới có 2-3 năm nay mà cửa khẩu đã phát triển rất tốt đẹp. Cảm ơn tỉnh rồi tạo điều kiện giúp cho doanh nghiệp tại cửa khẩu Đức Cơ đây. Nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng để công tác thu hút đầu tư đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu đưa chỉ số PCI lên khoảng vị trí 40 trên 63 tỉnh thành, tập trung tạo mặt bằng sạch đối với các quỹ đất để dễ kêu gọi đầu tư. Đối với các dự án kêu gọi đầu tư, các sở ngành liên quan làm rõ chi tiết về giá đất, tình hình mặt bằng, các ưu đãi được hưởng để nhà đầu tư lựa chọn triển khai các dự án đem lại hiệu quả cao.